Hello everyone, welcome back. Chào tất cả mọi người, chào mừng quay trở lại với cả lớp học tiếng Anh của cô Hằng Anh. Nhanh quá cả nhà nhở, như vậy là chúng ta đã đi qua 3 chuyên đề rồi đó. Và chuyên đề vừa rồi mà chúng ta vừa đi qua đó chính là chuyên đề về tính từ, về trạng từ và về so sánh, đúng không ạ? Như vậy thì bài test ngày hôm nay sẽ là một bài để chúng ta review lại tất cả những cái phần kiến thức liên quan đến tính từ, trạng từ và so sánh mà chúng ta đã học. Quên mất, và còn một phần nữa đó là phần vocabulary, là phần từ vựng, đúng không ạ? Bài test ngày hôm nay như thường lệ thì là có 25 câu hỏi và các bạn sẽ có thời gian làm bài là 30 phút. Như vậy cô expect là trước khi mà chúng ta xem cái video bài giảng này thì chúng ta đã phải hoàn thành cái bài test rồi các em nhá. Các bạn cố gắng là dành ra đúng 30 phút để làm cho cô bài test. Sau đó là bây giờ chúng mình sẽ xem clip và chỉ để chữa bài theo những cái phần mà theo cái phần giảng của cô mà thôi, được không ạ? Ok, nào chúng ta bắt đầu nhá. Bài 1 như thường lệ sẽ là choose the best answer, hay còn gọi là điền từ để hoàn thành câu, đúng không ạ? Câu thứ nhất, the film wasn't as good as I expected. 3.3. I was with it. Tôi rất là như thế nào với nó đây ạ? Nào bây giờ chúng ta cùng phân tích một chút nhá. Ở đây mình có cấu trúc là I was, tức là ở đây có động từ to be, đúng không ạ? Như vậy các bạn thử nghĩ cho cô xem là sau động từ to be thì chúng ta có thể cộng với những cái gì? Nào, I was, thứ nhất là tôi hoàn toàn có thể cộng với cả một danh từ, đúng không ạ? Ví dụ tôi nói là tôi là một học sinh, I was a student, đúng không? Hoặc ví dụ như tôi nói rằng tôi là một nhân viên, I was an employee, right? Rồi có thể cộng với danh từ, có thể cộng với gì nữa ạ? Chúng ta có thể cộng với cả tính từ, đúng không ạ? Ví dụ như tôi rất là vui, I was happy. Hoặc là tôi mệt, I was tired, ok? Rồi chúng ta còn có thể cộng với cả gì nữa? Chúng ta hoàn toàn có thể cộng với cả verb in, đúng không ạ? Để chúng ta nói về cái tiếp diễn, đúng không? Ví dụ như là tôi đang học chẳng hạn, I was learning, hoặc I was studying. Hoặc là tôi đang xem TV, I was watching TV. Ok, một cái nữa chúng ta có thể cộng rất nhiều, đúng không? Là sau động từ to be chúng ta cộng với cả verb phân từ 2 để trở thành dạng bị động, đúng không ạ? Ok, ví dụ như nào? I was... nói gì đây nhở? Tôi bị bắt cóc chẳng hạn, đúng không? Thì mình sẽ ra một cái từ, ra từ kidnap. Rồi, thì mình có từ kidnap là từ bắt cóc, và I was kidnapped là tôi đã bị bắt cóc, ví dụ như thế chẳng hạn. Thì là to be cộng với cả verb phân từ 2. Ngoài ra còn có gì nữa đây? To be cộng với cả một giới từ, đúng không ạ? Để nói về một cái địa điểm gì đó. Ở đây thường đằng sau sẽ là một cái cụm trạng ngữ các bạn ạ. Ví dụ như là tôi đang ở nhà, I was at home, đúng không? Hoặc là tôi đang đi với bạn bè, I was with my friends. Thì đó, sau động từ to be chúng ta có thể cộng được với những cái này. Như vậy bây giờ chúng ta xem các cái từ mình các đáp án mà mình có ở đây nhá. A, disappointed. Disappointed ở đây vừa có thể là verb phân từ 2, đúng không ạ? Chúng mình có động từ disappoint, có nghĩa là làm cho thất vọng, đúng không? Như vậy, I was disappointed with something, tức là tôi cảm thấy thất vọng vì cái gì đó. Động từ disappoint thì trong ta thấy trong này là không có cái trường hợp nào là I was cộng với cả verb nguyên thể cả, đúng không? Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể loại luôn đáp án B. I was disappointing, thì disappointing ở đây mang nghĩa là gì? Làm thất vọng ai đó, đúng không ạ? Ví dụ như là tôi làm thất vọng bố tôi, hoặc tôi làm thất vọng mẹ tôi. I was disappointing my mom, hoặc là I disappointed my dad, tức là tôi làm cho bố tôi bị thất vọng. Thì đằng sau cái disappoint này chúng ta sẽ phải cộng thêm một tân ngữ, đúng không ạ? Thế nhưng mà các bạn thấy ở đây là đằng sau này nó có tân ngữ không? Chúng ta có giới từ chứ không phải là có tân ngữ, đúng không ạ? Tân ngữ sẽ phải là danh từ hoặc sẽ phải là một đại từ. Đấy, thế cho nên ở đây là cái trường hợp verb in này là cái trường hợp cũng không chính xác rồi. Thế cuối cùng là chúng ta có cái từ là disappointment. Disappointment là danh từ, là sự thất vọng. Thì ở đây rõ ràng là có danh từ. Thế nhưng mà I was disappointment, tức là tôi là sự thất vọng, thì nghe nó có hợp lý không? Nghe thấy không đúng một tí nào, đúng không ạ? Như vậy thì đáp án ở đây cô chọn cuối cùng chính là đáp án A, là I was disappointed with it, tức là tôi cảm thấy thất vọng với điều đó. Thì disappointed, ngoài cái nghĩa mà cô vừa nói là verb phân từ 2 nhé, bản thân nó cũng là một tính từ nữa. Và cái tính từ này là chỉ cảm xúc, chỉ trạng thái của con người, tức là khi mà bạn cảm thấy thất vọng về một chuyện gì đó thì chúng ta sẽ có cụm từ là to be disappointed with somebody hoặc là with something.
Rồi disappoint là làm thất vọng này, disappointing, disappointment đều không đúng đúng không ạ? Và các bạn lưu ý cho cô cái cụm từ này, thất vọng vì điều gì, thất vọng với cái gì. Rồi tiếp tục ạ, number 2. My friend is going to the United States next month. She has never been there before. It will be an experience for her. Thì ở đây chúng ta thấy câu này khá là đơn giản đúng không ạ? Ở đây mình thấy là đã có an là một là mạo từ rồi. Và ở đây lại có một danh từ nữa đúng không ạ? Như vậy thì nó sẽ là chúng ta cần một cái gì ạ? Các bạn thử nghĩ xem đứng trước danh từ thì chúng ta có gì? Thường mình hay nói là gì đây ạ? An the đúng không ạ? Rồi cộng với cả một tính từ rồi cộng với cả một danh từ để tạo thành một cái cụm gì đó. Ví dụ như mình nói là một ngày đẹp trời, a beautiful day đúng không ạ? Một cô gái xinh đẹp, a beautiful girl. Một cuốn sách hay, a good book đúng không ạ? Như vậy thì rõ ràng ở đây cái mà tôi đang thiếu đó là một tính từ đúng không các em? Vậy thì bây giờ chúng ta phân tích bốn đáp án A B C D kia nhá. Xem là từ nào là tính từ đây. Thì thứ nhất là A là excited, tức là cảm thấy hào hứng đúng không ạ? Thường là nói cái tính từ excited này dùng để chỉ cảm xúc của con người ạ. Excite là verb, là gây hứng thú, loại luôn đúng không? Tại vì tôi không cần một verb ở đây, tôi cần một tính từ cơ. Và từ C là exciting, tức là thú vị, sôi nổi, thì cũng là một tính từ cho nên cũng khá là hợp lý. Và D là excitement, tức là sự hào hứng. Thì ở đây tôi cũng không cần một danh từ. Như vậy chúng ta chỉ phân vân giữa A với cả C thôi. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ xét đến nghĩa nhá. Thì excited, excited tức là nói về cảm xúc, tức là cảm thấy hào hứng này, cảm thấy vui vẻ, cảm thấy phấn khích đúng không ạ? Và thường nói về dùng để miêu tả con người cơ. Thế còn cái từ exciting thì là hay dùng để miêu tả vật. Ví dụ an exciting trip hoặc là an exciting book. Như vậy thì với nghĩa mà chúng ta vừa mới kể ra như thế, thế thì các bạn thấy đáp án nào sẽ là đáp án phù hợp nhất trong câu này ạ? It will be an experience for her. Experience là gì ạ? Là trải nghiệm đúng không ạ? Như vậy nó sẽ là một cái trải nghiệm rất là như thế nào đối với cô bạn tôi nhỉ? Nó sẽ là một trải nghiệm rất là thú vị đúng không ạ? Chúng ta sẽ dùng từ exciting. Câu này chúng ta hiểu là gì? Bạn tôi sẽ đến Mỹ vào tháng sau. Cô ấy chưa bao giờ tới đó và đó chắc chắn sẽ là một trải nghiệm rất là thú vị đối với cô ấy. Các bạn nhớ cho cô nhé, các tính từ mà đuôi ed thì thường là dùng để chỉ cảm xúc của con người. Thế còn các tính từ mà đuôi ing thì thường là để dùng để miêu tả cái tính chất của một sự vật hoặc sự việc gì đó. Next ạ, number 3. Commercial centers are... They were many years ago. Ở đây thì chúng ta có cụm từ gì đây? À, ở đây chúng ta có một loạt các cái phép so sánh đúng không ạ? Thế thì nhìn sơ qua xem là chúng ta có thể loại đáp án nào. Thì thứ nhất, A là đã sai ngữ pháp luôn rồi đúng không? Chúng ta chưa cần phải đưa vào câu, chúng ta nhìn qua thôi chúng ta đã thấy sai rồi. Bởi vì chúng ta có cấu trúc là gì? S cộng với tính từ cộng với cả S là so sánh ngang bằng đúng không ạ? Ít nhất ở đây phải là gì? As popular as thì may ra còn hợp lý. B là gì? The most popular. Đáp án này có vẻ là cũng đúng về mặt ngữ pháp đúng không ạ? Thế nhưng mà khi mà chúng ta xét về mặt ngữ nghĩa này, the commercial centers are the most popular they were many years ago. Nghe có hợp lý không ạ? Chúng ta thấy là nó rất là cụt, nó không có sự liên kết gì giữa hai vế câu cả đúng không? Cho nên là đáp án B thì chúng ta cũng loại nốt. Đáp án C là more popular than. Nhìn qua thì đã thấy đúng về mặt ngữ pháp rồi. Còn xét về nghĩa này, commercial centers are more popular than they were many years ago. Hợp lý đúng không ạ? Những cái trung tâm thương mại ngày nay thì làm sao? Ngày càng phổ biến hơn so với cả nhiều năm về trước. Và cuối cùng là đi, tức là most popular than. Thì đã có most ở đây rồi thì không bao giờ có thể đi với than được đúng không ạ? Ngoài ra hơn nữa là gì? Đã là phép so sánh nhất thì sẽ phải có the ở đằng trước. Do đó là đáp án của chúng ta các bạn nhé sẽ là đáp án C ạ, cấu trúc so sánh more cái gì đó than. Tiếp tục nhá, number 4. Computers are considered as tools today. Nào bây giờ thì ở đây chúng ta xem nhá, sau S thì thường chúng ta cộng với cái gì ạ? Sau S chúng ta sẽ có thứ nhất là cấu trúc gì đây? S cộng với cả tính từ cộng với cả S đúng không ạ? Thì ở đây sẽ là cấu trúc ngang so sánh ngang bằng. Cái thứ hai là S sau consider sẽ cộng với cả một danh từ. Thì chúng ta sẽ hiểu là gì? Consider S cái gì đó, tức là được coi là một cái gì đấy. Ví dụ như là Bác Hồ được coi là vị anh hùng của dân tộc chẳng hạn đúng không ạ? Như vậy thì Hồ Chí Minh is considered
as Vietnam's national hero. Đúng không ạ? Hồ Chí Minh is considered as Vietnam's national hero. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ có là consider as cộng với cả một danh từ mang nghĩa là được coi là cái gì đấy. Như vậy thì chúng ta cùng xem là ở đây trong câu này thì chúng ta sẽ cần cái gì. Nếu như mà ở đây nó là một cái phép so sánh ngang bằng đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ cần một tính từ rồi cộng với cả một từ s nữa. Thì có vẻ như là nó phù hợp với cả cái đáp án này, đáp án B đúng không ạ? Còn nếu như mà nó rơi vào cái trường hợp là S cộng với danh từ, tức là được coi là một cái gì đó ở đây, thì ở đây chúng ta đã có sẵn cái danh từ là tools rồi. Do đó ở đây chúng ta sẽ cần chỉ cần thêm một tính từ nữa thôi đúng không ạ? Hoặc là có thể là các tính từ và các cái dạng so sánh của nó, ví dụ như là dạng hơn hoặc là dạng nhất hoặc là dạng kém gì đó. Đấy thì chúng ta sẽ cần một tính từ. Như vậy thì đáp án C và đáp án D cũng có vẻ hợp lý đúng không ạ? Chỉ có mỗi đáp án A này là chắc chắn là không phù hợp thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xét về nghĩa của các trường hợp này nhé. Computers are considered as modern as tools today. Máy tính thì được coi là gì đây? Hiện đại như các công cụ ngày nay. Ở đây hơi bị khó hiểu đúng không ạ? Tại vì là tools thì công cụ, tức là công cụ chung chung à? Tức là được coi là hiện đại bằng với cả các công cụ ngày nay, nghe có vẻ là không không được hợp lý cho lắm đúng không ạ? Chúng ta nghe nghĩa là chúng ta đã cảm thấy là nó không được phù hợp. Cái bên cạnh nữa là cái từ tools này mà chúng ta lại hoàn toàn là không có other gì ở đằng trước cả, thì nó rất là chung chung, chúng ta không hề biết đến cái tools nào, chúng ta không biết đến công cụ nào cả. Mà trên thực tế thì tất cả mọi thứ đều được coi là công cụ, ví dụ như một cái kéo, một cái dao, một cái búa, một cái kìm, nó cũng được coi là một cái công cụ. Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể nói là gì, máy tính lại hiện đại bằng một cái công cụ nào đó được đúng không ạ? Như vậy thì đáp án B này có vẻ là không phù hợp với nghĩa, cho nên là cô cũng không chọn đáp án B nhá. Còn lại đáp án C và đáp án D này. Computer are considered as the most modern tools today. Máy tính thì được coi là cái công cụ mà hiện đại nhất ngày nay đúng không ạ? Nghe có vẻ hợp lý đúng không? Và đáp án for là gì? Đáp án D là gì? Máy tính thì được coi như là cái công cụ hiện đại hơn ngày hôm nay. Nghe cũng có vẻ không hay ho, không không hợp lắm đúng không ạ? Như vậy thì câu này cuối cùng cô chọn đáp án là C. Câu này chúng ta dịch ra là gì đây? Máy tính được coi là cái công cụ hiện đại nhất đúng không? Ngày hôm nay, trong thế giới ngày nay. Đó. Tiếp tục nhá. Number 5. We went to IKEA to shop some furniture and came back home with 3.3. À ok, ở đây chính là dạng bài đối chúng ta về cái thứ tự của tính từ ở trong một cụm danh từ các bạn nhá. Vậy thì các bạn còn nhớ cái câu thần chú để mà chúng ta phân tích cái thứ tự của tính từ ở trong câu là gì không ạ? Đó chính là opshacom đúng không ạ? Thì op hay là op ở đây chính là thay thế cho opinion, tức là để nói về cái ý kiến hoặc là cái cảm tưởng của em về cái sự vật đó. Thứ hai, chữ s ở đây chính là thay thế cho size hoặc là shape, tức là kích cỡ hoặc là hình dáng của cái món đồ vật đó. A ở đây là thay thế cho age, tức là món đồ đó bao nhiêu tuổi, cũ hay là mới. C ở đây là thay thế cho color, là màu sắc. O là thay thế cho origin là nguồn gốc. Và cuối cùng là M, tức là material, là về chất liệu của cái công cụ, cái sự vật đó. Như vậy thì chúng ta nhìn trở lại bốn cái đáp án của mình ở đây. Chúng ta thấy trước hết là gì? Chúng tôi đã mua về làm sao bốn cái ghế đúng không ạ? Chưa cần biết cái ghế đấy như thế nào, nhưng mà trước tiên ý, 4, tức là cái số lượng của nó sẽ phải là cái từ được đặt đầu tiên. Như vậy thì chắc chắn là đáp án B là chúng ta loại rồi. Chúng ta chỉ phân vân giữa A, C và D thôi, là có từ for ở đầu. Tiếp tục nhá, như vậy thì cái từ đầu tiên chúng ta thấy sẽ là cái từ về opinion, đúng không? Tức là cái từ về cảm tưởng hoặc là về cái, tức là về cái nhận xét của chúng ta về cái sự vật đó. Như vậy thì trong các từ là black này, là đen này, comfortable là thoải mái, và metal là kim loại, là nói về chất liệu đúng không ạ? Thì chúng ta thấy có từ comfortable, tức là thoải mái. Tức là một cái ghế này, tôi ngồi lên nó, tôi cảm thấy nó rất là thoải mái, nó rất là dễ chịu. Thì đây chính là một cái từ tính từ chỉ opinion. Như vậy thì comfortable sẽ phải đứng ở đầu tiên. Sau đó thì chúng ta mới nói đến
màu sắc đúng không ạ? Như vậy thì black, màu đen sẽ đặt thứ hai. Và cuối cùng chúng ta mới nói đến material, tức là chất liệu. Thì lúc đó cái từ metal này nó mới đứng thứ ba. Như vậy thì đáp án chính xác ở đây sẽ là gì? Four comfortable black metal chairs. Đáp án là D. Tiếp tục number 6. Ben says he is feeling much after his illness. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là gì? Có từ much ở đây có khiến là các bạn cảm thấy là được reminded về một cái gì không ạ? Có much thì chứng tỏ đây chính là cấu trúc nhấn mạnh cho cái phép so sánh hơn đúng không ạ? Thường là tôi sẽ nói much cộng với cả một cái gì đấy. Ví dụ như là xinh đẹp hơn là much more beautiful, khỏe hơn much stronger đúng không? Là khỏe hơn nhiều, đẹp hơn nhiều. Đó, thì để nhấn mạnh cho cái phép so sánh hơn. Như vậy thì ở đây là gì? Ben nói rằng là anh ấy đang cảm thấy khỏe hơn sau cái căn bệnh của mình đúng không? Sau khi bị bệnh đúng không ạ? Như vậy thì cảm thấy khỏe hơn thường là chúng ta sẽ nói là gì? Feel good đúng không ạ? Thì có nghĩa là cảm thấy khỏe, cảm thấy tốt đúng không? Cảm thấy ổn. Đấy, thì để mà so sánh hơn thì good chúng ta sẽ chuyển thành gì? Better đúng không? Như vậy thì he is feeling much better than after his illness. Như vậy đáp án của chúng ta ở đây sẽ là đáp án C các bạn nhé. Và much better có nghĩa là tốt hơn nhiều, khỏe hơn nhiều đúng không ạ? Tiếp tục number 7. His house is mine. Ở đây chúng ta thấy một loạt các cái cấu trúc là S cộng với tính từ cộng với cả S là so sánh ngang bằng. Thế nhưng mà đi với nó là twice hoặc là two times thì đây chính là cấu trúc mà so sánh là gấp bao nhiêu lần, gấp 2 lần hay là gấp 3 lần ạ. Vậy thì chúng ta có cái công thức đấy là gì? Twice hoặc là two times hoặc là three times, tức là bao nhiêu lần sẽ đứng ở đầu tiên, sau đó cộng với cả S, cộng với cả tính từ rồi mới cộng với cả S. Ví dụ tôi có là three times as good as, tốt gấp 3 lần, twice as tall as, cao gấp 2 lần, right? Như vậy cô đưa một ví dụ này. Jimmy is twice as tall as his little brother. Jimmy cao gấp 2 lần thằng em trai của nó, đúng không? Như vậy thì quay trở lại đây nhá. Chúng ta sẽ có cấu trúc là gì đây? Twice sẽ phải đứng ở đầu tiên, đúng không ạ? Và sau đó là S cộng với tính từ cộng với cả S. Như vậy đáp án của tôi chính là đáp án A. To gấp 2 lần đấy ạ. Nhà của anh ấy to gấp 2 lần nhà của tôi, đúng không ạ? Và mine ở đây các bạn biết là thay thế cho cái gì không ạ? My house, right? Đây chính là đại từ, right? Đại từ sở hữu. Tiếp tục nhá. Of the four dresses, which is expensive? Các bạn chú ý ở đây, chúng ta có cụm từ gì? Of the four dresses, trong bốn cái váy đó, đúng không ạ? Chúng ta nhớ một điều cô đã giảng ở trong cái bài so sánh đấy là gì? Khi chúng ta sẽ chỉ sử dụng phép so sánh hơn khi mà chúng ta so sánh giữa hai đối tượng với nhau, đúng không ạ? Còn một khi mà đã có ít nhất là ba đối tượng trở lên thì chúng ta sẽ sử dụng cái phép so sánh đó là so sánh nhất. Mà ở đây chúng ta lại có đến tận bốn đối tượng, tức là bốn cái váy, đúng không ạ? Như vậy chắc hẳn đó chính là phép so sánh nhất rồi. Như vậy đáp án C và D là tôi loại. Bây giờ tôi chỉ còn phân vân giữa A với cả B thôi. Thì the best bản thân nó đã mang nghĩa là gì? Tốt nhất, đẹp nhất rồi, đúng không ạ? Còn the most thì hoặc nó mang nghĩa là gì? Nhiều nhất. Hoặc là nó sẽ phải cộng với cả một tính từ dài ở đây để tạo thành phép so sánh dài, phép so sánh nhất dành cho động từ dài, tính từ dài. Ví dụ như là tôi có là gì đây? Phức tạp nhất, the most complicated, đúng không ạ? Hoặc là đẹp nhất, the most beautiful, đúng không ạ? Hoặc là cô sẽ có từ the most đắt đỏ nhất, đúng không ạ? The most expensive, chẳng hạn. Vậy thì ở đây, rồi, chính xác. Ví dụ của cô lại lặp lại đúng cái từ mà, đúng cái đề bài luôn, là which is expensive. Trong bốn cái váy này thì cái váy nào là cái váy đắt đỏ nhất? Which is the most expensive, đúng không ạ? Of all the four dresses, trong bốn cái váy này, cái váy nào là đắt đỏ nhất? Đáp án B. Number 9. Alex was more successful at school than his twin brother. Chúng ta thấy ở đây lại có phép so sánh more successful, đúng không ạ? Như vậy thì nó chính là cái cấu trúc nhấn mạnh của so sánh hơn, đúng không? Nhiều hơn như thế nào? Nhiều hơn một chút hay là nhiều hơn rất là nhiều? Nhiều hơn một cách đáng kể, đúng không ạ? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ cần một cái gì ạ? Chúng ta sẽ cần một cái
adverb để nhấn mạnh cho cái sự thành công hơn. Và cần một adverb thì ở đây trong 4 từ chỉ có duy nhất đáp án A là considerably là một cái adverb mà thôi. Và câu này, đây các bạn nhìn nhá, adverb cộng với cả comparative, đúng không ạ? Để nhấn mạnh, ví dụ slightly more expensive, chúng ta có more expensive là đắt hơn và slightly là một chút hoặc mang nghĩa là hơi hơi, như vậy là gì? Đắt hơn một chút. Hoặc là much taller, tức là cao hơn rất là nhiều. Far better, tốt hơn rất nhiều. Considerably more successful, thành công hơn một cách đáng kể, thành công hơn nhiều. Hoặc là a little harder, mạnh hơn một chút. Như vậy đây sẽ là những cái trạng từ, các bạn chú ý những từ như là slightly này, considerably này, a little này, much hoặc là far sẽ là những cái adverb mà để nhấn mạnh cho cái phép so sánh. Đáp án ở đây chính là A. 10. The ice skater's performance was perfect and the judges gave them full marks. A là very. Perfect là hoàn hảo đúng không ạ? Very là rất, rất hoàn hảo. Có lẽ cô nghĩ trong câu này chúng ta không nên dịch sang tiếng Việt, tại vì là dịch sang tiếng Việt thì nghe nó nghe cũng khá là hợp lý đúng không ạ? Tại vì mình nói là rất hoàn hảo, thực ra cũng không hợp lý lắm, nhưng mà cô nghĩ rằng chúng ta không nên dịch sang tiếng Việt. Thì ở đây các bạn nhớ cho cô một điều, đấy là gì? Chúng ta có cái từ, rõ ràng ở đây là tôi có động từ to be này và tôi có tính từ rồi này, như vậy thì cái từ ở đây mình thiếu sẽ là một cái adverb. Thì bốn cái từ ở đây đều là adverb rồi. Thế nhưng mà chúng ta nhớ một điều, tức là perfect là non-gradable adjectives, tức là tính từ không phân cấp. Tính từ không phân cấp tức là như nào? Cô sẽ nhắc lại kiến thức cho các bạn một chút xíu nhé. Thì tính từ chúng ta sẽ có hai loại là tính từ phân cấp và tính từ không phân cấp. Với cái tính từ phân cấp thì chúng ta sẽ có nhiều cấp độ của cái tính từ đó. Ví dụ như là tôi có từ màu đỏ đúng không ạ? Red. Thì tôi sẽ có hơi đỏ, đỏ và rất đỏ hoặc là đỏ đậm đúng không ạ? Hoặc ví dụ như tôi có từ khỏe là strong, thì tôi sẽ có là khỏe hơn hoặc là khỏe ít khỏe hơn, tức là yếu hơn đúng không ạ? Hoặc là tôi sẽ có những cái hơi hơi khỏe, rồi rất khỏe và khỏe đúng không? Hoặc là cực kỳ khỏe. Đấy, tức là tôi sẽ có rất là nhiều những cái cấp độ khác nhau của cùng một cái tính từ đó. Thế nhưng mà non-gradable adjectives, tức là tính từ không phân cấp, có nghĩa là nó sẽ không có những nhiều những cái cấp độ. Ví dụ như tôi có từ đúng và từ sai, đúng không ạ? Tôi không bao giờ có chuyện là hơi đúng hoặc là hơi sai. Đã không đúng thì chắc chắn phải là sai, và đã không sai thì chắc chắn sẽ là đúng. Tức là nó sẽ chỉ có hai cái mặt đối lập, hai cái thái cực hoàn toàn là extreme thôi, chứ nó sẽ không có những cái cấp độ khác nhau của cùng một cái tính từ đó. Hoặc ví dụ như mình có từ dead và từ alive. Dead là chết đúng không ạ? Làm gì có cái mức so sánh nào là gì? Hơi hơi chết, hoặc là chết một chút, hoặc là chết rất nhiều, hoặc là chết cực kỳ đúng không ạ? Mà chúng ta sẽ chỉ có một cái tính từ duy nhất, là tính từ dead, và nó không có cấp độ gì hết. Thì dead cũng được coi là một cái non-gradable adjective. Thì tương tự như vậy, trong tiếng Anh thì cái từ perfect, hoàn hảo, cũng được coi là một cái non-gradable adjective. Tức là một cái sự vật nếu như mà nó tốt hoặc là nó không tốt thì người ta sẽ chỉ dùng từ good hoặc là từ great. Cao hơn thì người ta sử dụng wonderful hoặc là great hoặc là marvelous, đúng không ạ? Thế nhưng mà một khi đã đến mức perfect thì có nghĩa là gì? Hoàn hảo, không một cái hoàn hảo, tức là không có một cái gì kém cả, đúng không? Không có một cái khuyết điểm gì hết. Hoàn toàn là một cách trọn vẹn. Thì ở đây nó cũng được coi là tính từ không phân cấp, nó không có nhiều mức độ, nó chỉ có một mức độ duy nhất, đó là hoàn hảo mà thôi. Thì một khi đối với những cái tính từ không phân cấp như vậy thì nó sẽ chỉ đi, nó sẽ không bao giờ đi với cả phép so sánh cả, mà nó sẽ chỉ đi với các trạng từ, ví dụ như là absolutely, completely, hoàn toàn, cực kỳ, trọn vẹn, đúng không ạ? Đó là những cái tính từ, những cái trạng ngữ này đều, những cái trạng từ này đều mang nghĩa như vậy. Như vậy thì ở trong trường hợp này chúng ta sẽ phải là gì? Was absolutely perfect, tức là gì? Hoàn toàn là hoàn hảo, right? Màn biểu diễn của những cái người trượt băng đó thì cực kỳ hoàn hảo, đúng không ạ? Và những cái người giám khảo thì đã cho họ điểm trọn vẹn hoặc là điểm tuyệt đối. Tiếp tục nhá. Chúng ta chuyển sang bài số 2. Và ở bài số 2 này thì đó chính là dạng bài sửa lỗi sai, phát hiện lỗi sai ở trong câu đấy ạ. Câu số 11 này. You will have to work hardly if you wish to pass the exam next month. Chúng ta nhìn câu A nhé.
have to work tức là phải làm việc đúng không ạ? Thì chúng ta có have to cộng với cả verb nguyên thể. Chính xác rồi, đáp án A không có gì sai cả. Đáp án B là hardly. Hardly thì chúng ta đã học rồi đúng không ạ? Trạng từ hardly mang nghĩa là hầu như không, không bao giờ, mang nghĩa là rarely hoặc là seldom đúng không ạ? Hoặc là gần như không. Thì ở đây thường là chúng ta sẽ thấy hardly sẽ phải đứng ở đằng trước động từ đúng không ạ? Ví dụ như là she hardly understands anything, tức là cô ấy gần như không hiểu gì cả, hoặc cô ấy gần như không nhớ gì cả sẽ là gì? She hardly remembers anything, right? Thế ở trong trường hợp này thì chúng ta lại thấy là hardly lại đứng ở đằng sau động từ work hardly, thì thứ nhất như vậy là đã không hợp lý rồi. Và cái thứ hai nữa là gì đây? Hardly work thì sẽ phải mang nghĩa là gì? Gần như không làm gì, đúng không ạ? Nếu bạn muốn là vượt qua được cái bài thi vào kỳ sau, tức là gì? Bạn sẽ không phải làm gì cả nếu bạn muốn pass cái kỳ thi vào tháng sau à? Nghe có vẻ không hợp lý đúng không ạ? Câu này phải là gì đây? Bạn phải làm việc rất chăm chỉ nếu bạn muốn pass được cái exam. Như vậy làm việc chăm chỉ nó sẽ phải là work hard chứ không phải là work hardly đâu nhá. Và ở đây chúng ta sẽ cần một cái trạng từ khác, đó là trạng từ hard chứ không phải trạng từ hardly. Hard mang nghĩa là chăm hoặc là mạnh, và nó thường, vị trí của nó thường là đứng ở đằng sau động từ work hard hoặc là study hard đúng không, hoặc là jump hard tức là nhảy thật là mạnh. Thế còn hardly thì là hầu như không, và nó thường đứng ở đằng trước verb, và nó bằng nghĩa với cả từ rarely hoặc là almost never, hầu như không bao giờ. Tiếp tục nhá, number 12, câu số 12. Từ A, the Caspian Sea, có đúng không ạ? Biển Caspian, ok? Đây là một cái từ riêng, danh từ riêng đúng không ạ? Để chỉ một cái biển, một cái đại dương, một cái sự vật đã xác định rồi. Cho nên là chúng ta dùng the, không có gì sai cả. Cho nên đáp án A là không sai. Câu B là a salt lake, một cái hồ mà muối, một cái hồ chứa muối đúng không ạ? Thì câu B này chúng ta phân vân một chút nhé. Tại vì là tại sao ở đây rõ ràng là sea đúng không, là biển, mà bên này lại dùng từ lake. Thì chúng ta phân vân một chút. Như vậy có thể là cô sẽ phân vân, đặt một dấu hỏi chấm ở cái đáp án B này xem là nó đúng hay là sai. Ngoài ra thì salt là muối, thì hai danh từ đi với nhau thì liệu là có chính xác hay không? Nó có phải là cần một danh từ ghép hay không? Hay là người ta sẽ phải là salted, tức là cần một tính từ ở đây để bổ nghĩa cho cái danh từ này? Thì rất nghi ngờ cái đáp án B này có thể là sai, thì chúng ta đặt dấu hỏi chấm ở đó. Câu C, is the largest than any other lakes in the world? The largest than, nghe có vẻ đã không hợp lý rồi đúng không ạ? Ở đây đúng là ý muốn nói là gì? Cái Caspian Sea này là cái hồ lớn nhất trên thế giới, và nó lớn hơn bất kỳ một cái hồ nào khác. Thế nhưng mà lớn hơn bất kỳ một cái hồ nào khác thì sẽ phải là phép so sánh là gì? Is larger than đúng không ạ? Thì mới là chính xác. Thế còn nếu mà the largest thì sẽ là chỉ là the largest lake in the world mà thôi. Thế cho nên đáp án sai ở đây chính là đáp án C. Chúng ta sẽ chỉ cộng, khi mà có từ than chắc chắn trước đó phải là một cái phép so sánh. The largest chúng ta chuyển thành larger than. Thế còn ở đây như cô vừa phân tích lúc nãy là tại sao đáp án B này rõ ràng tôi phân vân nhưng mà nó vẫn là đáp án đúng. Thì bởi vì là có thể các em nhìn này, is the largest lake đúng không ạ, in the world, tức là nó là cái hồ mà lớn nhất trên thế giới, lớn hơn bất kỳ một cái hồ nào khác. Như vậy chúng ta có thể hiểu là gì? Có thể là cái hồ này nó quá là rộng, nó quá là lớn, và hơn nữa là nó lại còn mặn nữa đúng không ạ? Cho nên là người ta ví nó như là biển đúng không? Nên người ta sẽ gọi nó là biển, nhưng mà thực chất thì bản chất của nó chỉ là một cái hồ nước rất 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 rộng lớn mà thôi. Tiếp tục nhá, number 13. The younger we are, the more easy it is to learn. Câu này đáp án sai ở đây chính là đáp án C. Bởi vì sao? Easy là một cái tính từ mà ngắn. Rõ ràng là nó có hai âm tiết, thế nhưng chúng ta vẫn xếp nó vào tính từ ngắn, tại vì là nó có đuôi y dài. Và đối với những từ, tính từ mà có đuôi y dài thì thường là chúng ta sẽ chuyển sang dạng so sánh hơn bằng cách là chúng ta thay cái y dài đó bằng y ngắn rồi thêm er ở đằng sau. Ví dụ như là happy sẽ chuyển thành happier, easy chuyển thành easier, funny chuyển thành funnier. So ở đây the more easy là không chính xác rồi, sẽ phải là the easier đúng không ạ? Và câu này các bạn có nhớ đây là cấu trúc gì không ạ? Đây chính là cấu trúc càng càng đúng không ạ? The younger we are, chúng ta càng trẻ, the easier it is to learn, thì cái việc học nó lại càng dễ dàng,
Các em hiểu không? Khi mà chúng ta càng trẻ thì đầu óc chúng ta chưa có nhiều việc phải bận tâm đúng không ạ? Và mình lúc đó là mình đang trong trạng thái rất là cởi mở, mình sẵn sàng tiếp thu kiến thức thì sẽ rất là dễ để chúng ta có thể tiếp nhận những cái kiến thức mới và chúng ta bồi đắp thêm cái sự hiểu biết của mình. Thế nên là bây giờ các bạn nhá, các bạn còn rất là trẻ, các bạn mới chỉ có 18 tuổi thôi, nên là hãy tranh thủ dành những cái năm tháng này để mà trau dồi kiến thức để mà học tiếng Anh. Chứ còn như học sinh của cô có rất nhiều các anh chị mà đã 35, 40 tuổi rồi, tức là các anh chị đã đi làm rất là lâu năm rồi. Và có thể vì một cái yêu cầu gì đó, ví dụ như là công ty yêu cầu, hoặc là để được lên sếp, hoặc là để được xét vào một cái thành tích hoặc danh hiệu gì đó, thì lúc đấy các anh chị mới đi học tiếng Anh để mà các anh chị thi lấy những cái chứng chỉ như là IELTS hoặc là TOEIC. Thì thật sự là đến cái lứa tuổi 35, 40 ý, lúc đấy là mình có rất là nhiều điều phải lo lắng ở trong đầu rồi. Và lúc đấy là mình đi làm lâu năm rồi, cho nên là các anh chị cũng rất là lười học. Và lúc đó rất là khó để các anh chị có thể tiếp thu được một cái ngôn ngữ mới. Cho nên là các bạn học cố gắng là đối với tiếng Anh và bất kỳ môn nào cũng thế thôi, cô tin là như vậy. Các bạn học càng sớm càng tốt, các bạn hãy cố gắng dành thời gian ngay từ bây giờ để build up cái vốn kiến thức của mình, để mà sau này chúng ta có thể sử dụng, vận dụng luôn cái vốn đó vào công việc. Chắc chắn là nó sẽ rất là bổ ích và rất là cần thiết. Bởi vì trong thế giới, trong trong cái cuộc sống hiện nay, khi mà rất nhiều các cái công ty nước ngoài đang vào Việt Nam đang đầu tư ấy, thì khi mà các bạn có cái vốn tiếng Anh tốt thì các bạn sẽ được ưu tiên hơn rất là nhiều khi mà các bạn apply vào các cái công ty nước ngoài. Và làm ở đó thì chắc chắn là môi trường cũng chuyên nghiệp hơn. Các bạn cũng sẽ được tiếp xúc với mọi người, những người giỏi, và các bạn kiến thức các bạn cũng sẽ học được nhiều hơn, và chắc chắn là mức lương của các bạn cũng cao hơn. Đấy, cô xin từ kinh nghiệm của cô ra mà thôi. Hiện tại thì cô cũng đang làm cho một công ty nước ngoài ngoài việc đi dạy. Và thật sự là khi mà thi vào đó thì họ đòi hỏi tiếng Anh rất là gắt gao, và họ thậm chí là có một vài vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh nữa. Thì ngay bây giờ khi mà các em trau dồi cái vốn tiếng Anh của mình, đó sẽ là một cái lợi thế cho các bạn sau này khi mà các bạn tốt nghiệp đại học và đi xin việc. Ok, chia sẻ như thế được rồi. Rất là may là nhờ có câu này đã nói hộ lòng tôi. Ok, đi tiếp nhá. Number 14. When Terry finally became calmly, I asked him what had happened. Câu A là became. Câu này thì chúng ta thấy là có thể là sai về thì đúng không ạ? Thế nhưng mà mình nhìn trong một câu này, became này, I asked him cũng là quá khứ này, what had happened là quá khứ hoàn thành này. Như vậy dường như là cái câu này là một cái câu kể và hoàn toàn người ta đang sử dụng cái thì quá khứ đúng không ạ? Cho nên là became ở đây thì là cũng cũng không sai. Đáp án A thì không sai. Đáp án B là calmly là một adverb. Thì có phải không ạ các bạn? Ở đây chúng ta để ý là gì? Became là một cái linking verb, tức là một cái liên từ. Xin lỗi các bạn, động từ liên kết đúng không ạ? Sang chuyên đề sau các bạn sẽ được học về động từ. Và ngay ở bài 1 luôn là các bạn, ngay từ bài 1 của chuyên đề sau ấy, tức là bài động từ unit, theo cô nhớ không lầm là unit số 19, tức là ngay sau bài này, thì các bạn sẽ được học về linking verb. Và linking verb có một cái đặc điểm, đó là linking verb sẽ luôn luôn cộng trực tiếp với cả tính từ luôn. Ví dụ như là các từ như là seem, appear, become, get, turn, taste, sound, look, feel, vân vân. Ví dụ như là the food tastes delicious, món ăn này nếm, món ăn này có vị rất là ngon. Hoặc là the idea sounds great, cái ý tưởng đó nghe thật là tuyệt vời đúng không ạ? Như vậy thì sau linking verb chúng ta cộng trực tiếp nó với cả tính từ luôn. Thế thì tương tự như quay trở lại câu này, sau linking verb became chúng ta sẽ phải cộng với cả tính từ, và tính từ đó sẽ phải là tính từ calm chứ không phải là calmly. Đáp án của chúng ta ở đây sẽ là đáp án B, và các bạn chuyển cho cô thành calm nhé. Tiếp tục ạ, câu số 15. The new manager is nervous as he was assigned to be responsible with organizing the event. Thì ở đây chúng ta có cái cụm từ sai, đó chính là cụm gì đây? To be responsible with. Bởi vì responsible, chịu trách nhiệm vì cho cái gì đó hoặc cho cái vấn đề gì đó, sẽ phải là đi với cả giới từ là for. To be responsible for, chịu trách nhiệm cho ai hoặc cho cái gì. Ví dụ, tôi chịu trách nhiệm cho cái dự án này. I am responsible for this project. Hoặc là tôi chịu trách nhiệm cho cái đứa con này, đúng không ạ? I'm responsible for my daughter. Ok? Ngoài ra thì tôi có cụm từ là to be in charge of, hoặc là to take responsibility for, thì đều mang nghĩa là chịu trách nhiệm cho cái gì hoặc chịu trách nhiệm vì cái gì. Các bạn chú ý nhé, mỗi cái cụm từ khác nhau thì nó lại đi với cả những cái preposition khác nhau, cho nên chúng ta cố gắng lưu ý là để chúng ta dùng cho đúng.
Ok, vậy là hết 5 câu của exercise 2 của bài sửa lỗi rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tiếp theo, đó là một bài về điền từ. Nào chúng ta cùng đọc sơ qua bài này một chút nhé, để chúng ta phân tích xem là ở trong từng cái chỗ trống thì chúng ta cần sử dụng cái loại từ gì. Today, because, ok, ba chấm ba chấm đấy, because it's, ba chấm to be. Đấy đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta thấy là gì? Câu này mới có chủ ngữ thôi. Xong rồi lại to be luôn ở đằng sau. Như vậy rõ ràng ở đây tôi sẽ cần một cái cụm động từ đúng không ạ? Và động từ ở đây chúng ta thấy là gì? Sau cái dấu ba chấm này nó lại không có tân ngữ đúng không? Cho nên là ở đây hoặc là chúng ta sẽ cần một cái nội động từ. Ok? Hoặc là chúng ta sẽ cần một động từ ngoại động từ nhưng mà để ở dạng bị động. Rồi, hoặc là một nội động từ hoặc là một ngoại động từ để ở dạng bị động nhé. Tiếp tục này, number 2. While it has helped humanity in ba chấm ba chấm its potential. Number 2. Thì ở đây its potential with outstanding gì gì đấy đúng không ạ? Ở đây chúng ta cô dự đoán là chúng ta sẽ cần một động từ nhưng mà để ở dạng verb in, bởi vì sao? In là giới từ, mà đã là giới từ thì sẽ phải cộng với cả một danh từ hoặc cộng với cả một verb in đúng không ạ? Ví dụ như là in the bag ở trong cái túi chẳng hạn đúng không? Thì là in cộng với danh từ. Hoặc là in cái lĩnh vực gì đấy, ví dụ in science hoặc là in technology chẳng hạn. Tức là sau in chúng ta sẽ phải cộng với cả một danh từ hoặc là một verb in, tức là danh động từ đấy ạ. Number 3, with outstanding gì gì đấy. Thì outstanding ở đây là tính từ, như vậy sau tính từ chúng ta sẽ cộng với cả một danh từ. It is nonetheless threatening ba chấm ba chấm ba chấm. Rồi câu số 4, ở đây chúng ta cần một cái gì? Thì unprecedented là một tính từ đúng không ạ? Như vậy sau tính từ chúng ta sẽ ở đây cần một danh từ. Rồi câu số 5, whether technology ba chấm ba chấm ba chấm the human condition or worsen it. Ở đây chúng ta sẽ cần một động từ đúng không ạ? Bởi vì technology ở đây là chủ ngữ này. The human condition ở đây đóng vai trò là tân ngữ. Như vậy giữa chủ ngữ và giữa tân ngữ chúng ta sẽ cần một động từ. Tiếp tục nhá, câu số 6. Câu số 6 ở đây là gì? Due. Thì thường là chúng ta sẽ có cụm là due to thì bằng với cả because of đúng không ạ? Như vậy ở đây sẽ là giới từ, cô dự đoán sẽ là giới từ to. Tiếp tục number 7. It is especially ba chấm ba chấm. Especially là một adverb. Do đó ở đây chúng ta sẽ cần một hai cách đúng không ạ? Thứ nhất là chúng ta có thể để ở một dạng bị động đúng không? Tại vì động từ to be mà. Do đó chúng có thể thứ nhất là chúng ta có thể cộng với cả một động từ ở dạng bị động và thứ hai là chúng ta có thể cộng với cả một tính từ. Rồi, tiếp tục nhá. Number 8. All the ba chấm ba chấm applications. Ở đây là có mạo từ này, đằng sau lại có danh từ. Như vậy kẹp giữa mạo từ và kẹp giữa danh từ sẽ phải là một tính từ, số 8 sẽ là một danh từ. À xin lỗi, số 8 sẽ là một tính từ. Tiếp tục, number 9, số 9. What is sure is that ba chấm ba chấm technology has gì gì đấy đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta thấy technology đóng vai trò là chủ ngữ rồi này. Has shaped societies đã là verb rồi. Như vậy rõ ràng câu này đã có đầy đủ chủ ngữ vị ngữ rồi. Như vậy thì để điền vào đây thì sẽ có hai cách, một là các bạn sẽ điền cho cô một tính từ đúng không ạ? Và thứ hai là có thể chúng ta sẽ điền một cái mạo từ là under hoặc là mạo từ zero. Cô đoán như vậy. Tiếp tục nào, number 10, an adapted ba chấm ba chấm to people's changing needs. Thì adapt chúng ta sẽ cộng với cả một danh từ hoặc là một đại từ ở đây bởi vì chúng ta thiếu một tân ngữ mà. Rồi nhá. Chúng ta đã đi qua dự đoán được các cái loại từ là như vậy rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng câu một nhá. Today, technology is a subject of debate because it's ba chấm ba chấm to be a double-edged sword. A, B, C hay là D ạ? Như lúc nãy chúng ta phân tích đúng không ạ? Ở đây hoặc chúng ta sẽ cần một nội động từ hoặc chúng ta sẽ cần một ngoại động từ nhưng mà để ở dạng bị động. Thì từ consider chắc chắn sẽ không phải là một nội động từ rồi. Consider mang nghĩa là cân nhắc thì sẽ phải là cân nhắc hoặc là được xem xét hoặc được coi là đúng không ạ? Sẽ phải cộng với cả một cái danh từ gì đó ở đằng sau. Như vậy consider là ngoại động từ, như vậy chúng ta sẽ cần phải để nó ở dạng bị động. Như vậy đáp án ở đây sẽ phải là gì? It is considered to be, đúng không ạ? Câu này chúng ta dịch một chút nhé. Ngày nay thì công nghệ là một cái đề tài mà được thảo luận bởi vì là nó đang được coi là một cái con dao hai lưỡi.
double-edged sword. Sword là cái gươm hoặc là cái kiếm. Ví dụ như là hồ gươm nè, thì chúng ta hay gọi nó là cái sword leg. Và double-edged là cái g hoặc là cái lưỡi, đúng không ạ? Như vậy thì hai lưỡi, con dao hai lưỡi. Ok, đáp án ở đây chính là B. Tiếp tục nhá. While it has helped humanity in 3.3. its potential. Thì như cô đã nói đúng không ạ? Ở đây chúng ta sẽ cần phải cộng là in cộng với cả verb in. Bởi vì là trong việc làm được cái gì đó, đáp án ở đây sẽ của mình sẽ là A, tức là in extending. Tức là gì đây? Một mặt thì nó đã giúp nhân loại trong việc là extending its potential, tức là mở rộng những cái tiềm năng, đúng không ạ? Rồi, number 3, chúng ta sẽ cần một, như cô nói lúc nãy chúng ta sẽ cần một danh từ, đúng không ạ? Như vậy thì đáp án A và đáp án D là tôi loại, tại vì A là động từ và D chính là tính từ. Tôi chỉ phân vân giữa đáp án B với cả đáp án C thôi. Chúng ta cùng đọc câu này nhé. Mình có từ invention là phát minh, còn inventor là nhà phát minh hoặc nhà sáng chế. While it has helped humanity, mặc dù là nó đã giúp đỡ nhân loại trong việc là mở ra những cái tiềm năng mới, đúng không ạ? Với những cái gì thật là tuyệt vời nhỉ? Với những cái phát minh thật là tuyệt vời, đúng không ạ? Nhưng mà nó cũng đang đe dọa cái cuộc sống của con người, đúng không? Bởi vì những cái phát minh mà đầy tính hủy diệt. Thì ở đây chúng ta sẽ cần cái danh từ là B, tức là từ inventions. Các bạn cũng lưu ý cho cô một chút tại sao ở đây chúng ta không dùng inventor. Tại vì ở đây inventor rõ ràng là một danh từ số ít. Mà đã là danh từ số ít thì thường chúng ta sẽ luôn luôn yêu cầu phải có a hoặc là an ở đằng trước. Rồi, đáp án là B ạ. Tiếp tục nhá. In addition to polluting the earth in unprecedented... Ngoài việc là làm ô nhiễm trái đất theo những cách mà chưa từng có trước đây, đúng không ạ? Theo những cách thức chưa từng có trước đây, đáp án của chúng ta sẽ là B. Rồi các từ còn lại, nghĩa method là phương pháp, route là lối, là đường. Thì thường cái từ này mang nghĩa đen nhiều hơn. Và technique thì là kỹ thuật, đúng không ạ? Ngoài việc là đang làm ô nhiễm trái đất theo những cách thức chưa từng có, thì các cái cuộc chiến tranh ngày càng trở nên gì đây, có tính phá hoại lớn hơn, đúng không ạ? Tức là mang tính phá hoại lớn hơn, bởi vì due to technological inventions, cũng chính bởi vì những cái phát minh công nghệ. Debates have arisen over the use of technology, with disagreements over whether technology the human conditions are worsen it. Ở đây rõ ràng là chúng ta biết rồi, chúng ta cần một động từ. Thế nhưng mà chúng ta sẽ cần một động từ nào? Destroy là verb, mang nghĩa là phá hủy. Damage là gây thương tích, gây tổn hại, gây ảnh hưởng. Improve là cải thiện, làm cho tốt hơn. Còn impair là làm cho yếu đi, làm cho kém đi. Thì ở đây các bạn chú ý cho cô là tôi có từ or, tức là hoặc, hay là cái gì đó, đúng không ạ? Chúng ta, gì đây? Mọi người đang làm sao đây? Bất đồng về việc là công nghệ thì làm sao làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn hay là làm cho cuộc sống của chúng ta tệ hơn. Bởi vì ở đây có từ or, đúng không ạ? Và or thì để chỉ mối quan hệ đối lập, hoặc cái này hoặc cái kia. Như vậy rõ ràng là chúng ta sẽ cần một cái động từ mà có nghĩa trái ngược với cái từ này. Thì worsen bắt đầu từ, chúng ta có cái từ worse là tồi tệ hơn, đúng không ạ? Như vậy worsen tức là làm cho tồi tệ hơn, làm cho yếu hơn, làm cho kém hơn. Như vậy trái ngược nghĩa với cả từ worsen sẽ phải là từ improve, tức là cải thiện và làm cho tốt hơn lên. Number 6. Rồi như cô vừa mới nói lúc nãy, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cần từ due to, bởi vì due to thì bằng với cả because of và cộng với cả recent revolution, tức là cộng với cả một cụm danh từ thì là chính xác rồi, đúng không? Bởi vì những cái cuộc cách mạng gần đây về khoa học và những cái ứng dụng của nó. It is especially 3.3. Như cô vừa nói lúc nãy, ở đây chúng ta sẽ cần một tính từ, đúng không ạ? Như vậy thì đáp án C và D là chúng ta loại rồi nhá, chỉ còn đáp án A và B thôi. Thì confusing tức là khó hiểu, đúng không ạ? Tức là không rõ ràng. Còn từ confused thì thường nói về cảm xúc của con người, có nghĩa là gì? Băn khoăn, đúng không ạ? Như vậy thì it is sẽ phải là gì? Chủ ngữ ở đây là it, tức là chủ ngữ giả. Rõ ràng là đang nói về một sự việc gì đó chứ không phải là đang nói về
cảm xúc của con người. Do đó chúng ta sẽ nói là it is confusing to decide. Thật là khó để có thể quyết định được một cái điều gì đấy. Tiếp tục nhá, number 8. Chúng ta nhìn vào cái chỗ 3 chấm này thôi. The 3.3 chấm applications. Có the rồi này, có mạo từ này, và lại có danh từ ở đằng sau này. Như vậy kẹp giữa chúng ta sẽ cần một tính từ đúng không ạ? Và tính từ thì trong bốn cái từ ABCD này chỉ có từ duy nhất từ B là tính từ mà thôi. The different applications, tức là những cái ứng dụng khác nhau đúng không ạ? Và ở đây thì cô mở rộng cho các bạn một cái cụm từ, đấy là to be different from, là khác với cái gì đó. A is different from B. Tôi rất là khác với cả cô Hương Fiona, ví dụ thế đúng không? I am different from Miss Hương Fiona. Hoặc là tôi rất là khác so với cả mẹ tôi. I am different from my mom. Ngoài ra thì cô cũng mở rộng cho các bạn các cái từ khác nhé. Mình có từ A là từ differ, tức là động từ khác. Thì chúng ta có cụm từ là to differ from, cũng là khác với cái gì đó. Ví dụ như là tôi khác với mẹ tôi, I differ from my mom. Và chúng ta có danh, xin lỗi các bạn, đây sẽ là động từ nhé. Các bạn chuyển cho cô chữ noun này thành chữ verb. Differentiate mang nghĩa là phân biệt, tức là tell the difference, chỉ ra cái sự khác biệt giữa cái gì và cái gì đấy ạ. Thì ở đây tôi có cụm từ là differentiate A from B, phân biệt A với B. Number 9, what is sure is that 3.3. technology. Thì ở đây chúng ta có bốn cái mạo từ là a, under và zero. Như vậy thì chúng ta cần gì ạ? A sẽ cộng với cả danh từ đếm được số ít, đúng không ạ? Un sẽ cộng với cả danh từ đếm được số ít. Thế nhưng mà khác nhau ở chỗ nào? Sau a thì chúng ta sẽ phải cộng một cái danh từ mà gì đây ạ? Danh từ đó bắt đầu bằng một phụ âm, đúng không? P là một phụ âm hoặc C là một phụ âm. Thế nhưng mà ví dụ như apple, đúng không ạ? Thì bắt đầu bằng một nguyên âm là nguyên âm A, do đó sẽ là an apple. Hoặc là umbrella thì là nguyên âm là nguyên âm U, cho nên sẽ là an umbrella. Đó, thì đó là sự khác biệt giữa a và an. The thì sẽ phải cộng với một danh từ mà đã xác định. Thế còn D, D tức là no article thì thường cộng với cả danh từ chưa xác định hoặc là danh từ chỉ sự trừu tượng. Thì ở đây technology tức là công nghệ đúng không ạ? Thì chính là một cái danh từ mà chỉ mà mang nghĩa trừu tượng đấy ạ. Do đó là chúng ta sẽ không cần article gì ở đây cả. Đáp án của tôi chính là D, D. Câu số 10. Câu số 10 người ta cho chúng ta một loạt các cái đại từ phản thân. Myself chính bản thân tôi, itself chính bản thân nó, yourself chính bản thân bạn và herself chính bản thân cô ấy. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta sử dụng cái đại từ phản thân gì thì nó sẽ phụ thuộc vào tính từ, à xin lỗi các bạn, phụ thuộc vào cái chủ ngữ đúng không ạ? Như vậy thì chủ ngữ của chúng ta, chủ ngữ ở đây chính là technology, chủ ngữ ở đây chính là công nghệ. Như vậy thì đây chính là một cái đối tượng thứ ba đúng không ạ? Cho nên chúng ta sẽ sử dụng ngôi thứ ba số ít. Và ngôi thứ ba số ít ở đây sẽ là đáp án là B, adapted itself, tức là đã thay đổi, đã thích nghi cái bản thân nó. Alright, đáp án của tôi chính là B. Nào bây giờ thì chúng ta cùng xem cái bài hoàn chỉnh khi mà đã có các đáp án và chúng ta cùng dịch cái bài này nhé. Ngày nay thì công nghệ là một cái chủ đề để mà chúng ta bàn tán, để mà chúng ta thảo luận đúng không ạ? Chúng ta có từ debate là thảo luận, bởi vì nó được coi là một cái con dao hai lưỡi. Các bạn chú ý cho cô cụm từ này nhé, a double edged sword. While it has helped humanity, một mặt thì nó đã giúp cho nhân loại hoặc là giúp cho cộng đồng, giúp cho con người đúng không ạ? Trong cái việc là mở ra những cái tiềm năng mới với những phát minh tuyệt vời đúng không ạ? Thì mặt khác là nó lại đang đe dọa cuộc sống của con người thông qua những cái phát minh mà mang tính chất hủy diệt khác. Destructive là tính từ của từ destroy. Destroy là hủy diệt, là động từ. Thì destructive là tính từ mang nghĩa là có tính hủy diệt. Và once ở đây thì thay thế cho, chính là đại từ thay thế cho inventions, để nó không bị lặp lại từ. In addition to polluting the earth, tức là bên cạnh việc là làm ô nhiễm trái đất theo những cái cách mà trước đây chưa từng có, thì chiến tranh cũng đang ngày càng trở nên kinh khủng hơn, đang ngày càng trở nên có tính hủy diệt hơn đúng không ạ? Bởi vì những cái phát minh về công nghệ, những cái cuộc tranh cãi, những cái cuộc thảo luận về triết học đúng không ạ, thì cũng đã nảy sinh
về việc là sử dụng cái công nghệ. With disagreement, có nhiều những cái bất đồng về việc là liệu thì công nghệ có đang làm cho cuộc sống của con người tốt hơn hay là làm cho cuộc sống của con người trở nên tồi tệ hơn. To make matters worse, để làm cho vấn đề còn phức tạp, còn tồi tệ hơn đúng không ạ? Thì một cái định nghĩa thống nhất, consensus là thống nhất, một cái định nghĩa thống nhất về công nghệ thì đang ngày càng trở nên khó khăn để có thể tìm hơn đúng không ạ? Đang ngày càng, tức là ngày càng trở nên khó hơn để chúng ta có thể tìm được một cái định nghĩa đồng nhất về công nghệ. Bởi vì những cái sự phát triển đúng không, về khoa học và những cái ứng dụng của nó ngày càng trở nên khó hơn để chúng ta có thể quyết định được là liệu là công nghệ thì đang muốn nói là cái thuật ngữ là công nghệ thì đang nói đến những cái máy móc hoặc là những cái phần cứng hoặc là những cái quy tắc mà vận hành đúng không ạ, máy móc, những cái hệ thống mà vận hành máy móc, hay là đang nói đến những cái ứng dụng của khoa học mà liên quan đến chúng. Điều mà chúng ta có thể chắc chắn rằng công nghệ thì đang ngày càng đã gần như gọi là shape, tức là tạo hình, thì ở đây chúng ta sẽ dịch là gì đây? Điều mà chúng ta chắc chắn rằng công nghệ thì đang định hướng đúng không ạ, xã hội, và đang ngày càng thay đổi bản thân nó để mà có thể phù hợp với cả cái nhu cầu liên tục thay đổi của con người. People's changing needs, nhu cầu liên tục thay đổi của con người. Ok, thì đây là một bài đọc rất là hay về chủ đề technology và science, giống và cũng tiện thể là các bạn ôn lại cũng như là học được thêm một loạt những cái từ mới mà có liên quan đến chủ đề này. Ok, như vậy thì chúng ta đã sẽ kết thúc cái bài test ở đây nhá. Và các bạn sau khi mà so vừa rồi thì các bạn hãy tính điểm và các bạn báo lại điểm cho cô nhá. Hy vọng là sau phần vừa rồi thì chúng ta thấy là điểm của chúng mình cũng không quá tệ và tiếng Anh thì cũng không quá khó đúng không ạ? Rất xin lỗi các bạn bởi vì là hôm nay thì cô bị cảm cúm cho nên là vừa giảng bài cho các bạn thì cô lại vừa sụt xịt. Và hy vọng là cô cái việc đó không làm gián đoạn bài học của chúng ta cũng như là không làm ảnh hưởng đến việc học của các bạn. Nếu mà các bạn thương cô Hoàng Anh quá thì các bạn thả tim cho cô nhá. Ok, rồi bây giờ thì các bạn nhớ về làm bài tập, và nếu như mà có câu hỏi hoặc là thắc mắc gì thì các bạn để lại ở phần bình luận ở bên dưới, cô và các anh chị tư vấn sẽ hỗ trợ các bạn để giải đáp những cái thắc mắc đó. Alright, so yes, let's finish the lesson today. I will see you next time. Bye bye.